Hiện nay, Việt Nam có khoảng 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và trong số đó có đến 65% người dân không biết mình bị mắc bệnh. Có thể bạn cũng là một trong những trường hợp đó. Vì vậy, hãy tìm một giải pháp thích hợp để ngăn ngừa bệnh đái tháo đường bằng cách dùng máy đo đường huyết theo dõi tại nhà. Đây là một lựa chọn thông minh nhằm ngăn ngừa bệnh tật đến với chúng ta. Sau đây là cách thức sử dụng, bạn sẽ thấy cực kỳ đơn giản. Lưu ý, trước khi tiến hành, cần cho pin vào máy. Bước 1. Rửa tay với xà phòng hoặc sát trùng bằng cồn y tế, sau đó lau khô thật sạch cả hai tay. Bước 2. Bỏ chip vào máy. Bước 3. Mở hộp lấy kim, gắn kim vào bút chích máu. Chỉnh tốc độ bắn của kim cho phù hợp với độ dày của da tay lên nòng kim. Bước 4. Lấy que thử gắn vào máy. Chú ý, cầm que thử đúng cách, không để ngón tay chạm vào ô nhận máu, bởi vì mồ hôi từ tay bạn sẽ làm ảnh hưởng đến men que. Bước 5. Lấy bút chích vào bên hông đầu ngón tay, dốc ngón tay xuống. Để đảm bảo độ chính xác cao, bạn hãy dùng bông gòn khô lau sạch lượng máu đầu tiên, rồi vuốt thật nhẹ từ thân đến đầu ngón tay để tạo thành giọt máu. Bước 6. Đưa máy vào hướng lấy giọt máu và chờ kết quả hiện ra sau 10 giây. Bước 7. Sau khi có kết quả từ máy, bạn có thể so sánh với bảng đo nồng độ đường huyết và biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình có mắc đái tháo đường hay không. Vừa rồi là 7 bước cơ bản và quan trọng nhất. Để sử dụng hết tất cả các tính năng của máy, bạn chỉ cần dành 30 phút đọc kỹ cuốn sách hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu chi tiết và dễ dàng sử dụng máy. Với sự hiện đại, đơn giản, chính xác, nhưng giá thành rất hợp lý, chỉ 8.000 đồng trên một que. Nếu so với các hãng khác trên thị trường, bạn có thể phải mua với giá từ 10 đến 12.000 đồng trên một que, tức là bạn phải trả thêm 2 đến 4.000 đồng trên một que. Một năm sử dụng bạn phải trả thêm từ 720.000 đến 1 triệu 440.000 đồng nếu bạn dùng mỗi ngày một lần. Vậy nếu trong 5 năm thì sao và nhiều năm nữa thì sao? Đây là một giải pháp tiết kiệm cho bạn. Que thử hiện tại được bán rộng rãi tại các cửa hàng dụng cụ y khoa và bệnh viện lớn. Oncol Blood có thể lưu được 300 kết quả, có chi tiết ngày, tháng, năm, có thể tính trung bình từ 7, 14 đến 30 ngày. Tính năng này hỗ trợ cho bác sĩ theo dõi được chỉ số đường huyết của bạn và cho liều thuốc uống phù hợp với tình trạng tiến triển của bệnh. Và giúp cho bạn kịp thời điều chỉnh và kiểm soát nồng độ đường nếu bạn có chỉ số đường huyết cao hay quá thấp.